Tình hình là hơn 2 tháng bạn này đã có một cái sự cải thiện, là bạn này thì bạn ấy có dấu hiệu hói đỉnh đầu, và đây là video thứ hai này. Đấy, video hiện tại này. Đấy, các bạn nhìn rõ nha. Mình sẽ để cái video đó ở trong cái màn hình để cho tất cả mọi người cùng xem. Và bạn ấy cũng nói với mình là cái câu chuyện là 2 tháng mà bạn ấy đã hơn 2 tháng thì cũng đã gần ổn rồi. Và bạn ấy cũng nói về cái câu chuyện là em dùng nguyên si combo của anh. Và bạn ấy có một cái điểm hơn nữa, đó là bạn ấy lăn kim nữa các bạn ạ. Bạn ấy đã sử dụng những cái gì để bạn ấy điều trị cái phần đỉnh đầu các bạn của bạn ấy bị thương. Thì cái phần đỉnh đầu thương nó giống y hệt mình cái thời điểm mà mình bắt đầu điều trị dụng tóc hói đầu. Tóc của mình cái phần đỉnh đầu cũng thưa như vậy và có dấu hiệu hói. Nếu như mà mình vẫn cứ duy trì cái lối sống đó, không tìm bất kỳ một cái giải pháp nào á, thì có lẽ là đến ngày hôm nay mình không có cái cơ hội để ngồi đây chia sẻ với các bạn như thế này đâu, mà có thể là mình đang phải đi tìm hết cái phương pháp này đến giải pháp kia. Thế thì cái bạn này, bạn ấy đã điều trị rụng tóc cũng như là điều trị cái hiện tượng hói đầu của bạn ấy như thế nào? Thì chỉ đơn giản, rất đơn giản thôi. Cái combo bạn ấy áp dụng đó chính là cái này. Đấy, đây là DHT Blocker, đây là kẽm, đây là Minoxidil, bạn ấy áp dụng y nguyên. Đây, nếu mà 2 tháng trước là bạn ấy sẽ dùng những cái này, mình vẫn chia sẻ trong vòng 2 tháng trước, nó là những cái này. Đó, nó không có gì khác cả. Đó. Và thêm lọ tẩy tế bào chết da đầu nữa. Đó, thế thì bạn ấy dùng những cái gì? Minoxidil, Organic DHT Blocker, kẽm, biotin, astaxanthin, Omega 3 D3 K2 và dầu hội tinh chất gừng cũng như là tẩy tế bào chết da đầu. Đó là những cái mà đã giúp cho bạn ấy đến thời điểm bây giờ bạn ấy đã khá tự tin và bạn nhắn tin lại cho mình. Thì đây nó là một cái tin vui. Đầu tiên là chúc mừng bạn là bạn đã follow cũng như là theo những cái đường hướng, những cái bước mà mình chia sẻ. Thì bạn ấy cũng có lăn kim ở cái phần đỉnh mái mái trước, thì bạn ấy cũng đã bắt đầu mọc lại tóc rồi. Đấy, cũng ok hơn nhiều rồi. Bạn ấy cũng đã chia sẻ với mình như vậy. Và trước đây thì bạn ấy bị stress, bị các bạn trêu và stress kinh khủng. Đó. Thế nhưng mà vô tình lại xem được TikTok của Nam, nên là bạn ấy đã có cái sự thay đổi mà bạn ấy không nghĩ là tóc bạn ấy sẽ mọc lại được. Và để mà nói thì đối với mình ấy, nó luôn luôn là những cái sự điều trị từ bên trong, tức là khỏe từ bên trong, khỏe ra bên ngoài. Và trên cái TikTok này thì cũng sẽ có rất nhiều các bạn sẽ nói về cái sản phẩm này, sản phẩm kia, sản phẩm xịt bưởi, sản phẩm xịt kể cả xịt mỗi Minoxidil không ấy, nó vẫn cứ mọc tóc được. Nhưng mà để nó bền vững được giống như mình ngày hôm nay ấy, đó, cái tóc của mình như thế nào thì chắc là mọi người cũng đã biết rồi đấy. Tóc của mình thì nó vẫn vẫn cứ dài và nó vẫn cứ rụng ít thôi. Nên là đến thời điểm bây giờ là 9 tháng. Thế nên là các bạn ạ, mình đã phải mất thời gian, mình đã phải mất công sức, mình đã phải mất những cái neuron thần kinh để tìm hiểu và phân tích cũng như là áp dụng cho chính bản thân của mình có thực sự có hiệu quả rồi. Nên là ấy, các bạn chẳng phải đi đâu xa, chẳng phải tìm cái công thức nào, chẳng phải đi tìm cái giải pháp nào khác. Nếu như mà các bạn đã tìm cái giải pháp nào rồi ấy, mà nó không có hiệu quả thì các bạn đến ngay đây và chỉ cần gì làm cho cơ thể các bạn khỏe hơn bằng những cái như thế này. Những cái này sẽ giúp cho cơ thể của bạn khỏe hơn. Kẽm Omega 3 D3 K2, biotin và astaxanthin là những thứ mà giúp cho, nói chung là giúp chính cho cái phần sức khỏe của các bạn. Kết hợp là trong những cái này nó sẽ có tác động tích cực đến cái nang tóc của các bạn, giúp cho nang tóc của các bạn khỏe hơn, chắc hơn, cũng như là cung cấp cái dinh dưỡng cho nang tóc của các bạn để giúp cho tóc của các bạn mọc trở lại. Đó, bên cạnh đó thì là những cái này là Minoxidil là kích thích mọc tóc, cái này là ngăn ngừa rụng tóc, và hai cái này kết hợp với nhau rồi kết hợp cả dầu gội và tẩy tế bào chết da đầu nữa. Các bạn là kiểu như là các bạn như kiểu là được detox cơ thể, và cái điều đó làm cho cái cơ thể của bạn, cái mái tóc da đầu của bạn nó được sạch hơn. Khi mà các bạn tẩy tế bào chết da đầu là tế bào chết da đầu của bạn nó sẽ được tẩy sạch. Tẩy ở đây các bạn đừng nghĩ là cái việc tẩy tế bào chết da đầu là tẩy một cái gì giống kiểu thuốc tẩy, mà bản chất nó là cái làm sạch, cái bước làm sạch giống như kiểu bạn rửa mặt ấy, bạn tẩy tế bào chết da mặt ấy, thì nó cũng da đầu nó cũng tương tự như vậy thôi. Nên là các bạn đừng quá lo lắng hay là quá kiểu hoang mang vì là một cái gì tẩy, không phải nhá. Còn thứ hai nữa là gì, có những cái tác động tích cực từ cái dầu gội tinh chất gừng này, chưa kể là gì rồi, còn cái này đó là những cái thành phần tự nhiên. Đấy, bây giờ thì mình không dùng cái này nữa, thì bạn này thì mình cũng khuyên bạn ấy làm 3 tháng, tức là dùng cái này
sau đó là chuyển sang dùng THT blocker để duy trì. Đó, vì trong cái này nó chứa 15g kẽm thôi, còn cái này 50mg nó hơi nhiều. Bạn nào mà bị dư kẽm ấy, sẽ có cái cảm giác là buồn nôn. Đó, buồn nôn. Nên là dùng cái này khoảng 3 tháng là sẽ dừng lại. Đấy, dừng 1 đến 2 tháng sau đó là dùng sang THT blocker. Còn lại là những cái này thì đến bản thân của mình ấy, đến bây giờ mình vẫn dùng. Suốt những quãng thời gian đến bây giờ mình cũng vẫn dùng. Đến bây giờ mình vẫn dùng đây. Đấy. Mình dùng. Và cơ thể của mình đến thời điểm bây giờ khá là ok, chẳng vấn đề gì cả. Nói chung là vẫn cứ là đẹp trai. Đùa đấy. Nói chung là các bạn ạ, mình chúc các bạn sớm đẹp trai, sớm xinh gái, sớm lấy lại được phong độ, lấy lại được vẻ tự tin, lấy lại được mái tóc. Và chúc cho các bạn sẽ luôn luôn gặp thật nhiều may mắn. Và đừng quên, nếu có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến những trải nghiệm về tóc, về da, về body, các bạn cứ comment cho mình. Mình sẽ ở bên cạnh các bạn và trả lời tất cả các bạn bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm và những bài học mà mình đã phải mất tiền trải qua. Mình sẽ chia sẻ lại hết cho tất cả các bạn. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.